Phụ huynh học sinh đã gửi nhiều băn khoăn đến chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp do Báo Tuổi Trẻ phối hợp các đơn vị tổ chức tại trường Đại học Thái Bình, Tân Bình, thành phố Thái Bình sáng nay ngày 21 tháng 1. Tôi là phụ huynh ở Thái Thụy, Thái Bình. Hiện tôi thấy tỉnh đang phát triển mạnh các khu kinh tế, khu công nghiệp, trong đó có khu công nghiệp Liên Thái. Vậy xin hỏi quý thầy cô là các trường và doanh nghiệp có những giải pháp nào để tạo cơ hội việc làm cho sinh viên? Một phụ huynh đặt câu hỏi. Tiến sĩ Phạm Thị Ánh Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết, để đáp ứng nhu cầu nhân lực hiện nay, Trường Đại học Thái Bình luôn rà soát đổi mới chương trình, cơ cấu ngành đào tạo. Đặc biệt, để có nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà trường mở các chương trình liên kết với các trường đại học uy tín trong và ngoài nước. Chúng tôi hướng tới nhu cầu nhân lực thực tế để có những điều chỉnh trong chương trình đào tạo. Sinh viên cũng có cơ hội thực tập tại doanh nghiệp. Sinh viên giỏi có cơ hội nhận nhiều học bổng của doanh nghiệp là đối tác của trường, bà cho hay. Trong phần phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình cũng chia sẻ, trong buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với tỉnh Thái Bình đã khẳng định khu kinh tế Thái Bình sẽ là động lực để phát triển kinh tế của địa phương này. Vì thế, nhu cầu về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, rất cấp thiết cho sự phát triển kinh tế nói chung và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nói riêng. Ông mong muốn ngay từ bây giờ, học sinh cuối cấp của Thái Bình có thể suy nghĩ đến những công việc trong tương lai để hiện thực hóa khát vọng cống hiến cho quê hương. Tiếp tục chia sẻ băn khoăn của một số phụ huynh về việc làm gì để tiếp nhận tốt nhất cơ hội khi tại địa phương có nhiều khu công nghiệp được hình thành, phát triển. Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, các cơ sở đào tạo cần có những rà soát, điều chỉnh để có những ngành đào tạo, nội dung đào tạo sát với nhu cầu, có thể cung ứng đủ và phù hợp về nhân lực. Với một khu công nghiệp như Liên Thái, Thái Bình, cần nhân lực ở nhiều ngành thuộc khối kỹ thuật công nghệ, kinh tế, thậm chí là cả các ngành thuộc khối nhân văn như truyền thông, tâm lý học. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Thuần, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm tại Hải Phòng, các doanh nghiệp và trường đại học có hợp tác chặt chẽ. Có những trường hợp doanh nghiệp cấp học bổng và cả chi phí đào tạo để có thể được ưu tiên tuyển sinh viên giỏi cho mình. Doanh nghiệp cũng có thể được tham vấn để trường xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, có hợp tác trong việc nhận sinh viên thực hành, thực tập để sinh viên sớm được nhúng tay vào môi trường làm việc thực tế. Cô Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng chia sẻ một triết lý mới đưa doanh nghiệp đến trường học và đưa trường học đến doanh nghiệp. Sự đồng hành của doanh nghiệp với trường xuyên suốt trong quá trình đào tạo sẽ là cách để cung cấp nguồn nhân lực sát với nhu cầu hơn hiện nay. Một số trường còn có học kỳ doanh nghiệp đủ để sinh viên đáp ứng yêu cầu cao của doanh nghiệp.